Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay, chúng tôi mời các bạn xem một số hình ảnh mới nhất về một số dự án như Metropole Thủ Thiêm, Nugget Grand Marina, ZC Thủ Thiêm River. Đây là hình ảnh của giai đoạn 3 thuộc dự án Metropole Thủ Thiêm Opera Residence. Thì hiện nay vẫn đang tiếp tục công đoạn ốp kính cả hai tòa tháp nha các bạn. Nhìn khác biệt hẳn so với giai đoạn 2. Còn đây là giai đoạn 2 cũng thuộc dự án Metropole Thủ Thiêm, thì đã hoàn thiện gần như đã xong rồi các bạn. Chỉ còn một số hạng mục như cảnh quan cũng như là nội thất bên trong. Còn dự án The Luxet thì cũng đã ốp kính xong rồi. Hiện nay đang tiếp tục triển khai cái hạng mục về nội thất. Còn riêng dự án Grand Marina cũng như The Grand Marina Center thì vẫn đang tiếp tục hoàn thiện những hạng mục bên ngoài và lên tầng. Hiện nay tiến độ diễn ra bình thường. Còn dự án ZC Thủ Thiêm River thì hiện nay đã đang hoàn thiện cái khâu hạng mục ốp kính nha các bạn. Thì hiện nay theo chúng tôi được biết thì khu vực Ba Son thì chỉ có Grand Marina và The Sun Tower, tức là bây giờ đổi tên thành The Grand Marina Center các bạn, thì thi công. Còn dự án của Matrai Home thì nhượng lại cho Vivaland thì vẫn tạm dừng. Còn bên khu đô thị mới Thủ Thiêm thì chỉ có hai dự án như là Metropole Thủ Thiêm và SC Thủ Thiêm River. Thì hai dự án này vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Còn riêng dự án Notre Ecomart City thì vẫn chưa được triển khai nha các bạn. Còn giai đoạn 4 của dự án Metropole Thủ Thiêm thì hiện nay chúng tôi thấy là vẫn chưa triển khai. Ngoài cái việc cũng có đưa thiết bị thi công vào quét hầm, tuy nhiên thì cái tiến độ chúng tôi thấy khựng lại rồi. Còn đây là dự án Grand Marina Center mà trước đó có tên là Sun Tower, cũng của Matrai Home đầu tư, chủ đầu tư và An Phong thi công, thì vẫn tiếp tục diễn ra, tuy nhiên cái tiến độ diễn ra chậm so với bên New Techcom thi công cũng của Matrai Home, tức là Grand Marina ở ngay có vị trí góc đường Nguyễn Bình Khiêm với Nguyễn Hữu Cảnh. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thường xuyên. Mời các bạn tiếp tục chú ý theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm. Sau đây mời các bạn tiếp tục xem những hình ảnh mới nhất về các dự án. Thank you.
Thank you.